Vụ cô gái gọi giang hồ hành hung tài xế xe khách vì không dừng xe cho đi vệ sinh, mình chẳng sợ ai hết. Mới đây, cô gái trong vụ gọi giang hồ hành hung tài xế xe khách vì không dừng xe cho đi vệ sinh đã livestream chia sẻ về sự việc. Cô cho rằng dù tài xế xe khách có kiện thì cô cũng không sợ ai hết. Theo đoạn clip nhà xe đăng tải trên mạng xã hội, nữ hành khách ôm bụng yêu cầu tài xế dừng xe ngay cho đi vệ sinh, nhưng tài xế nói lại với hành khách về quy định không được dừng trên cao tốc, sẽ dừng cho khách đi vệ sinh tại trạm dừng chân. Ngay sau khi xe về Nha Trang trả khách, hai người đàn ông lao lên xe đánh tài xế. Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho hay, 22 giờ 35 ngày 16 tháng 2, xe khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang. Đến 22 giờ 55, xe đang đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nữ hành khách đòi đi vệ sinh. Nhưng trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột sẽ gây nguy hiểm trái quy định. Đại diện nhà xe nói tài xế cũng tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh, nhưng khách không chịu đi. Gần 23 giờ 30 xe đến trạm dừng thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh. Khi đến Nha Trang lúc 5 giờ 58 sáng ngày 17 tháng 2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có những người khách đã gọi trước đó lao lên đánh tài xế. Tài xế bị đánh xây xát, sưng đau vùng đầu, mặt và vai. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên công an phường Phước Hải. Ngày 22 tháng 2, lãnh đạo công an thành phố Nha Trang Khánh Hòa cho biết, công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus về việc tài xế bị đánh sau khi nữ hành khách yêu cầu dừng xe trên cao tốc. Sau khi xảy ra vụ việc, phía nhà xe không trình báo ngay, mãi đến ngày hôm qua 21 tháng 2 mới đến công an phường Phước Hải báo cáo. Tôi đã đề nghị phía công an phường tiếp nhận khẩn trương xác minh điều tra, xử lý theo quy định, vị lãnh đạo công an thành phố Nha Trang thông tin. Nói về nguyên nhân chậm trình báo, tài xế Trương Hữu Anh Vũ, trú thành phố Nha Trang là người bị hành hung cho biết, sau khi bị đánh anh hoảng loạn sợ hãi và nghĩ họ là giang hồ nên mình không dám đụng đến. Tôi nghĩ bản thân thương tật dưới 10%, cùng lắm là họ bị phạt hành chính nên tính bỏ qua, còn kiển sao đọ lại được với con voi. Tuy nhiên sau đó phía công ty đề nghị phải trình báo nên tôi thực hiện. Liên quan đến vụ việc mới đây, TMH, cô gái trong đoạn video gây tranh cãi nhiều ngày qua, đã chính thức lên tiếng. Ngay trong livestream của mình, cô gái cho rằng, sự việc mình kêu mấy người anh của mình đánh anh tài xế, thì mình đã bị mọi người khủng bố trên mạng rất là nhiều và nhắn tin đe dọa. Thì sự việc mọi người phải nhìn từ hai phía, mọi người thử đặt hoàn cảnh như mình đi, thì mọi người sẽ hiểu. Còn bên nhà xe kiện mình thì mình không sợ đâu, mình chả có sợ ai hết. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại được cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép mình tới một tiếng đồng hồ, làm sao mình chịu đựng được. Thử mọi người vào trường hợp đó coi mọi người có hiền được không. Thì chỉ cần tấp vào lề và dừng xe lại cho khách hàng, người ta muốn đi vệ sinh thì đi thôi, mắc gì lại không được chứ. Còn nói về kiện thì mình không có sợ đâu. Sau khi theo dõi đoạn livestream của cô gái, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ thái độ bất bình vì những lời nói và hành động vừa qua của cô. Cư dân mạng cho rằng cô gái này có lẽ phải học lại luật khi tham gia giao thông. Về phía anh Trương Hữu Anh Vũ, tài xế bị hành hung sau khi không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh, anh nói anh mới đi làm trở lại sau 3 ngày xin nghỉ, dù cơ thể còn đau ê ẩm ở vùng cổ, nhưng anh phải cố quay lại công việc để kiếm tiền. Theo anh Vũ, đến giờ khi nghĩ lại sự việc anh vẫn còn hoảng loạn, anh không hiểu bản thân đã làm gì sai mà lại bị hành hung ngay trên xe như vậy. Khi tôi dừng xe trả khách, hai người đàn ông bịt kính mặt ở dưới lên xe đánh tới tấp vào đầu, cổ, tay và vai khiến tôi bị choáng váng. Bị đánh bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết đỡ để không bị đau hơn và xin lỗi họ. Nam tài xế cho biết sau khi sự việc diễn ra, anh đã báo với quản lý nhà xe để can thiệp. Bản thân anh Vũ phải xin nghỉ 3 ngày để đến bệnh viện giám định thương tích và phục hồi sức khỏe. Suốt 20 năm làm tài xế, đây là lần đầu tiên anh Vũ bị đánh như thế này. Dù bị đánh nhưng tôi cũng chỉ biết trình báo công an thôi, chứ không làm được gì. Tôi đã làm đúng nhiệm vụ của người tài xế, tận tình hướng dẫn giải thích cho hành khách hiểu, mà vẫn bị đánh thì buồn thật.